Dạ vâng, Thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022. Ở xưởng đồng hồ bên em hoàn thiện xong một cái cây đồng hồ Hồ Tiên để bàn giao đến cho gia đình nhà chú Cường ở khu vực tỉnh Hà Nam. Chú Cường cũng đã rất tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên cháu cái mẫu đồng hồ Hồ Tiên được làm theo thiết kế hiện đại, mẫu mới của năm 2022 này. Thì trước khi bàn giao lên xe thì cháu cũng xin từ 2 đến 3 phút video quay lại chi tiết dòng sản phẩm mẫu đồng hồ Hồ Tiên này để cho chú Cường được biết đến mẫu sản phẩm nhà mình đặt được, hay là các cô chú bác nào đang quan tâm đến mẫu đồng hồ Hồ Tiên để được biết đến cái mẫu hàng của bên xưởng với em các bác nhé. Các bác có nhìn thấy trực tiếp trên màn hình đây là một cây đồng hồ Hồ Tiên có tổng chiều cao là 2m2, tổng chiều cao 2m2 và rộng bệ là 88 phân, sâu là 45 phân. Cây này thì được làm theo kích thước thiết kế khá chi là mới, khá chi là mới các bác nhé. Các bác có thể đặt lên cây 2m25 bằng 2m3 thì nó chỉ nhỉnh hơn cái phần trương Hồ Tiên được đẩy lên cao hơn một chút thôi. Thì do ở khu vực phòng khách nhà chú là có kê được cái Hồ Tiên tầm độ 2m2 khoảng 2m25 trở xuống thôi. Nên là chú đã đặt một cái cây có thiết kế tương đối là nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên thì cái phần thân và các phần ở phía Hồ Tiên là không có thay đổi gì cả. Chúng ta chỉ cần phần chiều cao của phần Hồ Tiên tiểu đồng nó thấp hơn một chút thôi. Nó cũng không có ảnh hưởng gì đến phần cây của Hồ Tiên của chúng ta cả. Cây này thì chúng em sẽ làm theo ở phía trên đỉnh thì sẽ là phần trương. Phần trương này thì bên em làm dày là dày 5 phân các bác nhé. Dày 5 phân. Và đục những cái họa tiết hoa văn rất chỉ là lổi và kênh bong. Thì các bác có thể nhìn thấy trực tiếp trên màn hình như thế này. Những cái bông hoa hồng ở phía trên thì bên em sẽ đục sâu hơn và sắc nét hơn và có hồn hơn. Và phía đằng dưới này thì có thêm cả hai bông hoa hồng nữa. Đây cái phần trương này thì các bác có thể liên tưởng đến cái cây hoa lá tây. Tuy nhiên thì phần trương của dòng Hồ Tiên nó sẽ được to hơn và dày dặn hơn, đục nó sẽ sâu hơn. Đấy, trương này dày dày hơn. Ở phần Hồ Tiên thì là phần quan trọng nhất của cây đồng hồ Hồ Tiên. Thì cây này thì em được chọn vân chọn gố rất chỉ là kỹ càng. Với phần vân của gỗ hương đá được lổi rất chỉ là đều màu. Các bác có nhìn thấy vân rất chỉ là đều. Có những phần cây Hồ Tiên thì nó không được nhiều vân giống như cây này. Thì cây này em chọn cho chú một cái cây rất chỉ là đều từ trên xuống phía dưới chân là đều tăm tắp, không có một vết thâm đen hay là vết sẹo gì cả. Để được chọn một cái cây gỗ mà nguyên khối Hồ Tiên là nguyên khối từ trên đỉnh xuống phía dưới chân mọi người nhé. Để chọn được một cái cây gỗ mà nguyên khối mà được đẹp như thế này, không có mắt miếc sâu xia gì như này thì rất là khó. Chọn ra rất nhiều cây thì bên em mới chọn được một cái cây đẹp như thế này để tạo lên một Hồ Tiên hoàn chỉnh. Ở phía bên trong thì bên em sẽ lắp bằng phụ kiện bằng đồng. Lắp phụ kiện bằng đồng nguyên chất các bác nhé. Phía bên trong là lắp máy Sunny của Hàn Quốc, bảo hành máy cho các bác 1:1 trong 3 năm. Ở phía bên cánh thì là cánh hồi. Cánh hồi thì các bác có thể mở ra và phía bên trong là lắp máy. Máy là máy Sunny Hàn Quốc mọi người nhé. Đây, sẽ lắp hai cục pin. Và phía dưới này sẽ là phần tiểu đồng nhỏ. Tiểu đồng nhỏ đây các bác nhìn thấy. Phần bệ này sẽ là hai tầng bệ các bác nhé. Mỗi một tầng bệ trên này sẽ gắn liền với phần thân trên. Và bệ dưới này sẽ gắn liền với phần bệ dưới. Kết hợp với 4-5 trụ ở phía bên phía dưới cùng này, giúp cho chúng ta có một chiếc bệ nó chắc chắn và hoàn chỉnh. Hậu hồi của bên em sẽ là hậu hồi liền. Các bác thì nhìn thấy hàng rất là đẹp và tuyển chọn. Các bác nhìn thấy này, hàng rất đẹp các bác nhé. Rất đẹp. Đấy, ở phần hậu hồi bên kia cũng tương tự như vậy. Những cái hàng như thế này thì các bác đặt hàng bên xưởng bên em sẽ có hàng trong dịp hè năm 2022 này, sẽ có hàng luôn cho mọi người. Những cái cây hàng như thế này thì bên em đang giao vận chuyển miễn phí là bán kính 50 km. Giá của bên em sẽ xuất ở tại xưởng những cái cây đồng hồ như thế này giá là 13.800.000. Miễn phí vận chuyển 50 km. Các bác nào có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay liên hệ với xưởng bên em tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0961033970. Rất cảm ơn gia đình nhà chú Cường cũng đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng với cháu. Chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.